con chào dài dài dữ vậy. Con chào các ông bà đi. Con chào các ông bà đi. Con chào các ông bà. Con chào các bà, con uống nước, các bạn con khát nước rồi. Đây bằng áo cái đã. Rồi uống nước thì đi uống đi. Hello, Ngọc Diệu Vlog xin chào cả nhà nha. Em chào các ông bà, cô chú, anh chị và các bạn xem trên kênh của Ngọc Diệu Vlog cả nhà ơi. Bữa nay bắt đầu em sẽ đi xin hồ sơ, đi nộp hồ sơ cho chuột đi học cả nhà. Bữa nay không dạy sinh, bữa nay sinh của nó vô trường như trường lớn. Mấy bữa trước thì nó vô trong cái trường nhỏ mà em thấy nó bệnh hoài, gửi nó bệnh hoài, gửi nó là nó bệnh, gửi nó là nó bệnh một tháng học hai mấy ngày mới, chứ mà nghỉ hết 10 ngày mấy ngày học chừng 10 ngày à. Rồi xong rồi bữa nay em xin vô trường khác, tận cho tới vụ học tới này, chứ cái vụ học tới là khỏi thì em gửi thôi. Còn đợt này thì em sẽ cho nó vô, nó học luôn lớp mầm đó cả nhà. Nó 3 tuổi rồi, đủ 3 tuổi rồi, bắt đầu vô lớp mầm. Bây giờ nó vô lớp mầm. Chuột ơi, xong chưa? Mang dép vô đi. Chưa. Rồi chừng nào mới xong? Mẹ. Để lại mẹ bằng áo mình đi nè, vừa rồi trễ rồi. Giờ em sẽ chở chuột các cả nhà giờ đi chụp hình. Không lại kêu chụp hình mà đâu, bữa nó xin bữa thứ sáu nó bảy ngoài em bận công chuyện em không có đi chụp hình được. Bây giờ em sẽ đi chụp hình cả nhà, em sẽ đi đi chụp hình cho chuột rồi xong rồi mới đi vô trường gửi cho nó. Giờ mời tất cả các ông bà cô chú đi theo chuột nha. Ôi gật đầu hả? Buông ra cả nhà ơi, nó vừa mới tới đây là cả nhà chưa kịp lột nón mà nó lo lấy đồ nó phá của người ta. Mới vừa tới chỗ tiệm chụp hình nè, lột nón ra con, lột nón lột áo ra. Đúng rồi. Cái gì vậy? Hả? Dính rồi, dính rồi. Dính rồi. Rồi chú chụp hình đâu ta? Chú chụp hình đâu? Trời ơi, chưa thấy chú chụp hình nữa. Ba chị. Mà giờ dưới nhỏ quá. Rồi, rồi, lụm áo lên, lụm áo lên. Chuột lụm áo lên. Nghe không? Có được cái phá đồ của chú. Em. Ê đi vô bộ. Đứng im. Chuột quậy lắm cả nhà. Nó đi tới đâu nó cũng quậy hết trơn. Chụp hình con chụp đó. Con ngồi đó đi anh chụp cho. Giờ tới đầu mà chuột cho ngồi đang chuột chụp hình. Lại đây chạy đầu cho đẹp trai nè, đang chụp hình nè. Chạy đầu đẹp trai đi. Đi lại đây. Sửa soạn cái mặt chụp. Anh chụp hình cho con đó. Lượt của mẹ đâu? Lượt của mẹ ở nhà chứ. Lượt của mẹ ở nhà chứ đâu. Dạ dạ mẹ con đang xuống rồi. Rồi cho con lên ghế đi. Con lên ghế được không? Hay là mẹ ẩm lên. Đây mẹ lại ẩm chuột lên nha. Đi đi lại ẩm chuột lên. Ngồi im nha cực coi. Được con ngồi chụp hình kìa. Cái nhà chuột ngồi vô chụp hình. Con đứng kế bên nha. Dạ, bước cái bên cho bé ngồi thẳng lên rồi. Đây cả nhà ơi, em đã tới rồi, em đã tới nộp hồ sơ cho chuột rồi. Nãy giờ em vừa tới xong thì em vô nộp hồ sơ luôn. Cũng xong rồi mà cả nhà. Cả nhà nãy giờ mới có tới nộp hồ sơ thôi mà khóc cả nhà. Cô rồi khóc rồi. Nãy giờ em vô nộp hồ sơ cái nào nó chạy ở ngoài nó chơi ngoài sân đó cả nhà. Chơi hồi xong thấy em tiếng khóc chạy vô trong trường học á, hỏi thưa cô mẹ con đâu rồi? Mẹ con đâu rồi? Mà em thì em mất làm, mà em đâu có ai quay đâu. Bữa nay đến khi chị ba đi quay, chị ba không có đi quay được. Cái đầu bữa nay có hai mẹ con đi. Mà khóc nãy giờ rồi cả nhà. Chị ba đâu rồi? Chị ba đi học rồi. Đó. Bây giờ em đã làm xong rồi. Hồ sơ xong rồi, ngày mai bắt đầu chuột sẽ đi học rồi đó nha cả nhà. Nha ông bà cô chú. Bây giờ cho chuột chơi. Vậy em sẽ cho chuột nó chơi vòng vòng đây chút nữa rồi cái đầu chở nó về cả nhà. Bây giờ là hồ sơ của nó xong, xuôi hết rồi. Đóng tiền xong rồi. Bây giờ có chơi không? Rồi chơi đi. Cho đi chơi chút nữa đó là đi về. Mới xin thôi. Mới có xin thôi mà khóc quên nổi cả nhà. Rồi về đây. Con vô đây nè, ngày mai con vô đây con có bạn chơi nè. Nó. Mà, vô có bạn chơi mà không chịu hả? Không đâu con khóc rồi. Con khóc rồi. Ok. Đâu mẹ. Ơi, cô đã cô quay. Trời. Cả nhà ơi, con đi học mà khóc rồi kìa. Ở nhà với mẹ dắt dốt luôn á cả nhà. Anh nào? Ở nhà với mẹ dắt dốt thiệt luôn. Con đi về. Con đi về, con không đi học. Con đi về học. Đi học trên đây nè, có bạn chơi nè, có trò chơi nè. Con đi học nào? Có bạn chơi, có trò chơi quá trời luôn á. Con không học rồi con dốt rồi sao? Không biết chữ luôn rồi sao? Đi vô đây cô dạy ca nè. Cô dạy, con lại đây không?
con lại đây không? Cô dạy con ca, cô dạy con múa nè, cô dạy con tiếng Anh nè. Con phải học giỏi. Giỏi nào? Giỏi con hết thì làm bác sĩ. Dạ không? Ừ, nghe làm bác sĩ chịu, làm bác sĩ chịu. Làm bác sĩ là chịu, phải không? Phải chịu làm bác sĩ không? Hả? Là chịu làm gì? Chịu học, chịu làm gì? Chịu học mới chịu làm bác sĩ hay gì? Ủa, học làm bác sĩ, nghe nó bác sĩ là chịu, phái bác sĩ ra. Bây giờ không chơi thì đi về nha. Rồi chứ quyết định không chơi đúng không? Quyết định không chơi đúng không? Sợ luôn rồi cả nhà. Cái trường này là lúc trước mà có mấy lần em đi em quay cho nó lên đây cho nó chơi á cả nhà. Cho nó chơi trò chơi đồ á, là cái trường này nè, là nó đi lên đi học ở trường kia, đi ghế trường này chơi thì chơi. Bây giờ tới giờ vô đi vô học trường này, cái giờ không chịu học, không chịu chơi, đi về luôn rồi cả nhà. Ông này nãy giờ ổng lạng bên ngoài này cả nhà. Con chào ông bà cô chú đi con. Ông ngồi đây không nè. Giờ chị cũng đi cá. Không, không chơi cá thằng này, không chơi cá giờ không có chơi cầu tượng không, không chơi cầu tượng, nó đi rồi đi về, còn hơi thôi đi về nha. Về nha. Rồi đi chơi rồi đó. Cái tạm biệt. Hả? Cái tạm biệt. Ừ. Ê, không có chơi cá chuột ơi. Rồi chơi cá rồi cái nè. Thôi cái này chơi cá dơ lắm. Đi chơi cầu tượng đi con. Đi. Cát văng, cát văng. Nắng. Giấc này nắng cho nhà sáng nắng quá cả nhà ơi. Để lên. Đi đi qua chơi xích tung. Ờ mẹ không đi bỏ con. Ờ đi mà còn dặn mẹ đừng đi bỏ con nha mẹ. Ừ. Giờ chơi cái nào. Từ nghỉ hè tới giờ sơ sơ đóng cửa không à. Sơ mới mở học lại mấy ngày nay à cả nhà. Nên mới học lại được tình. Nè cả nhà mấy. Cái ra đây cái áo nó cởi ra, nó cởi ra nó giục ra rồi mấy cô lụm lên. Lát này á mấy bạn. Ủa, lẹ vậy? Ở đây nắng quá rồi, đi lại cầu trượt đi. Đi lại đằng kia đi. Ở đây nắng quá. À, mang dép nữa, trời ơi, nó phải mang dép nữa đây nè. Cái dép nó bỏ đằng đó. Dép nó bỏ đằng đó, giờ nó đi, cái đằng nó không phải mang dép mà nó lại chơi. Các thầy với cô cho mấy em ra chơi đó nè. Ủa? Nước ướt nhẹp chừng té nha. Ờ ra coi trời ơi, thấy bạn đuổi bạn ra coi. Ướt ủa rồi giờ có chơi cái món nào nữa thôi. Rồi nhúng cho bạn luôn. Ai điểm màu xanh màu đỏ hả? Đừng trúng đó con, trúng đó. Giờ thôi đi về đi. Thôi cả nhà để em kêu nó về cũng được. Cho nó chơi chút xíu thôi, tại vì hôm nay là ấy hả? Hôm nay là lên trường này nữa. Rồi không về nè chuột ơi. Không chịu về. Đi về, đi về, đi về. Nó không chịu về rồi đó. Về. Rồi sau đây cái này một vòng nữa thôi rồi về nha. Oh.
trường này thì có nhiều trò chơi. Ê, mẹ nói con không xô bạn nha. Chuột đi chơi, chuột xô bạn té đó. Rồi con có đi không? Rồi con đi xích vào đây, đi xích vào đây. Chuột đi xích vào đây. Rồi rồi đi qua rồi đi cầu đi. Rồi ôi con kìa, con kìa đi cầu. Ôi trời ơi nhảy gì đó. Đó mấy em ăn xong rồi mấy em này quen rồi nó khóc ra nó vô giống cô dạy nhảy đó con nè. Rồi cả nhà ơi, bây giờ em cho nó về chứ không có cho nó chơi, nó về em coi chợ nấu cơm rồi nữa, chưa chờ chưa chặt rồi mà nè, nó còn mê chơi, nó kêu về chốt 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 cái gì con lên đây chọn bà cô chú hết đó đi. Trời ơi á, cả nhà đi với nó là không ai giữ đó, là mệt với nó luôn á. Đây dạ, dạ con chào, con cảm ơn các ông bà đi, cô chú anh chị đã xem video ủng hộ con, cho con được nút bạc, cho con xin một like, trời xin nút bạc không à, cho con xin một like, xin một like, một đăng ký, nhìn thấy, một chia sẻ, một chia sẻ, cho con có tiền, con có tiền, con đi học, con đi học, bây giờ con đã đi học rồi, ông bà cô chú nhớ xem video ủng hộ con nha, con chơi xong rồi, ông bà cô chú nhớ xem video ủng hộ con, dành cho con có tiền con đi học nha. Hiểu không? Đi học đừng làm bác sĩ đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng, của mẹ đâu rồi? Nó mẹ ai lấy rồi? Thôi cả nhà em xin cảm ơn cả nhà, cái gì em xin đấy ba.